Mới đây, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup ra nghị quyết về việc thành lập công ty con có tên là Công ty Cổ phần VinBigData. VinBigData có ngành nghề kinh doanh chính là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Theo đó, VinBigData do bà Nguyễn Mai Hoa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty này có trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội. Vốn điều lệ là 470,8 tỷ đồng do Vingroup nắm 99%, 1% còn lại do hai cá nhân nắm giữ là Vũ Hà Văn và Đào Đức Minh, mỗi người 0,5%, tương đương khoảng 2,35 tỷ đồng. Được biết, giáo sư Vũ Hà Văn giữ chức vụ giám đốc khoa học và tiến sĩ Đào Đức Minh giữ chức giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn. Thông tin thêm về hai cổ đông nói trên, giáo sư Vũ Hà Văn là chuyên gia hàng đầu thế giới về toán học với nhiều giải thưởng danh giá, một trong những người tiên phong mở ra thời kỳ hoàng kim cho toán học Việt Nam cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu. Lĩnh vực ông nghiên cứu bao gồm toán học tổng hợp, xác suất và lý thuyết số cộng tính. Giáo sư Vũ Hà Văn và tiến sĩ Đào Đức Minh là những người đứng sau sự ra đời của trợ lý ảo ViVi trên xe VinFast gây chú ý thời gian vừa qua.